Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì những kỳ đại hội thật phước hạnh này. Nhìn anh chị em mà lòng tôi rất phấn khích, và tôi cứ hồi tưởng lại những năm tháng khi tôi được sống bên Nga, những năm 92, 93, 94 khi Chúa phấn hưng nước Nga. Khi Chúa phấn hưng nước Nga chúng tôi còn rất trẻ. Và nói thiệt với anh em, chúng tôi đi đại hội suốt ngày. Tuần nào có đại hội, tháng nào có đại hội. Có một triệu phú mục sư kia, ông chở 7 chiếc Boeing thực phẩm từ Mỹ sang Nga, và ông đại hội nguyên một tuần luôn. Vô đó là chỉ có nhảy múa ca ngợi Chúa thôi, không lo ăn, lo uống, không lo gì cả. Ông lo tắt luôn. Cho nên những cái không khí như vậy đó anh chị em, nó gieo vào trong lòng mình một cái ấn tượng rất tốt về Chúa Giêsu của chúng ta. Và nó cũng khiến cho chúng ta hiểu một điều, mường tượng ra một điều rằng mai mốt tôi và bạn cho em trên thiên đàng chỉ có thờ phượng Chúa thôi. Không còn cơm áo gạo tiền, ma quỷ bệnh tật, vợ chồng cãi nhau, con cái hư hỏng, rượu bia ma túy, không có trên thiên đàng. Tuyệt vời. Tôi nghĩ đó là một cuộc sống đầy ý nghĩa mà cha chúng ta đã thiết kế ra. Rất diệu kỳ. Chúng ta sống ngày hôm nay để chờ đợi ngày chúng ta về nhà. Tôi hay nói với anh em, với mọi người, tôi sẽ nỗ lực làm việc cho thiên đàng cho đến hơi thở cuối cùng. Khi nào mà không còn làm việc được nữa thì tôi nói với Chúa, Chúa con muốn về nhà. Thế là xong. Amen chứ. Muốn về nhà. Bây giờ là chúng ta đang làm việc, nhưng mà chúng ta không ở mãi nơi công trường, chúng ta không ở mãi nơi đồng ruộng, chúng ta không ở mãi nơi vườn nho của Đức Chúa Trời. Ngày nào đó tôi và anh em sẽ được về nhà với Đức Chúa Trời. Amen. Wow, tuyệt vời lắm anh chị em ơi. Giây phút đó tôi nghĩ rằng khi lên thiên đàng, trời mới đất mới sắp tới, tôi và bạn chị em sẽ bắt tay nhau cùng nhau nhảy múa ôn lại những kỷ niệm ngày tháng 24, 25 tháng 3 năm 2023 dưới này. Amen. Wow, diệu kỳ. Cảm ơn Chúa. Hôm qua chúng ta đã có thời giờ để chúng ta chia sẻ một chút về cái mục đích tối hậu mà Đức Chúa Trời cứu chúng ta. Ngài cứu chúng ta vì Ngài yêu chúng ta. Ngài cho chúng ta sự sống. Nhưng điều đó chỉ là khởi đầu của một chương trình tốt lành của Ngài. Tiếp theo là Ngài muốn ban cho chúng ta một cơ nghiệp, một tài sản đời đời trên thiên đàng. Đó mới là diệu kỳ. Và cái tấm lòng đó của Đức Chúa Trời thực sự nó được chuyển tải một cách tình cờ vô hình ở trong lòng mỗi một chúng ta. Tôi khẳng định rằng ông bà anh chị em ngồi đây ai cũng có một cái ước mơ, một cái khát khao, một cái mong muốn rằng là mình phải để làm cái gì đó tốt cho con cái của mình. Có đúng không anh em? Luôn luôn là như thế. Và tấm lòng của cha chúng ta là như vậy đó. Cho nên anh chị em ơi, mình phải làm mọi cách, tìm mọi cách để chúng ta có cơ hội để được phục vụ, làm việc ở trong vương quốc của Ngài. Và phần thưởng của chúng ta là chắc chắn. Sứ đồ Phao-lô nói, Đấng Christ là nền tảng. Anh chị em chúng ta sẽ xây trên nền tảng đó. Đó. Người thì dùng rơm rạ để xây, người thì dùng vàng bạc đá quý để xây. Cái công trình của ai còn lại thì trong ngày cuối cùng lửa thiên đàng sẽ chỉ ra. Amen. Anh chị em có muốn công trình mình còn lại không? Chúng ta hãy học cách để xây. Chúng ta hãy học cách để đầu tư. Nó cũng y như trong đời thật này thôi. Nếu chúng ta không biết cách đầu tư, không biết cách để làm ra tài sản thì mất hết. Nhưng người khôn ngoan luôn biết cách. Và Chúa của chúng ta là đấng khôn ngoan. Amen chị em ha. Buổi hôm nay tôi sẽ nói về cái điều đó. Làm thế nào để chúng ta có một đời sống kết quả? Kết quả thật sự. Chúa cứu chúng ta để chúng ta đi và kết quả cho Ngài. Chứ không phải chúng ta chỉ quanh quẩn vài chục năm trong cuộc đời này
mà không biết mình đi đâu về đâu. Thì hôm qua anh chị em đã nghe rồi, nhưng hôm nay tôi sẽ nói cho anh chị em một chút về cái kinh nghiệm cũng như dựa trên nền tảng lời Chúa về một đời sống kết quả. Và tôi gọi cái bài giảng này là quyền năng của sự chuyển giao. Chúng ta cần nó. Chúng ta cần nó. Tôi cần nó. Ông bà anh chị em cần nó. Và tôi bắt đầu bằng câu kinh thánh trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1 câu 5. Và đạo tin lành chúng tôi đã rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Tôi đọc lại anh chị em ha. Câu này rất là quan trọng. Tôi rất thích câu kinh thánh này. Và đạo tin lành mà chúng tôi rao truyền cho anh em, không những bằng lời nói thôi, lại cũng bằng quyền phép Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Tôi hay gọi đây là xe ngựa tứ mã uy dũng của Đức Chúa Trời. Dạ. Anh chị em biết rồi đó, đi ra ruộng mà cày với một con trâu á thì lâu lắm, nhưng mà cày với một cái đôi cày hai con á rất nhanh. Cả đúng không anh chị em? Đi chiếc xe mà cúp 50 chừng nào mới đến chỗ. Nhưng mà anh chị em đầu tư mua một chiếc 150 phân khối chạy bốc lửa liền. Cả đúng không ạ? Hoặc là sấy nồng nó lên thì xe đua thoải mái luôn, anh chị em đua xe là biết rồi. Cho nên tôi gọi này là ngựa tứ mã uy dũng của Đức Chúa Trời. Không phải một con ngựa đâu, mà bốn con. Nhưng mà đôi khi chúng ta lơ là, chúng ta lại dùng có một con à. Chúng ta chỉ nói không thôi à. Còn con ngựa quyền phép không thấy đâu, con ngựa Thánh Linh không thấy đâu, con ngựa sức mạnh của lòng tin không thấy đâu. Cho nên tin lành của chúng ta tỏ ra yếu ớt, kém hiệu quả. Và nó bị hòa lẫn vào với hàng ngàn tôn giáo khác trên thế giới này. Anh nói được tôi cũng nói được. Tôi nhớ câu chuyện của ông T.L. Osborne. Khi ông là một thanh niên trẻ, ông được là một người nóng cháy mạnh mẽ, cho nên giáo hội ngũ tuần mới đặt ông làm giống như tổng hội trưởng của giáo hội ngũ tuần, và sai phái ông sang Ấn Độ để gây dựng phong trào ngũ tuần tại Ấn Độ là quốc gia đông dân. Và khi ông T.L. Osborne ông cầm quyển kinh thánh sang Ấn Độ, ông giảng. Anh chị em biết ông giảng như thế nào? Ông nói: anh chị em ơi, vì Ấn Độ là dân mà đa thần mà, họ thờ phải nói là thôi rồi luôn. Thần Ấn Độ trong thời gian Covid anh chị em thấy phải không ạ? Họ đem họ thả xuống sông Hồng là kín sông Hồng, à kín sông sông gì sông Hằng luôn. Thần đó. Đó. Cho nên ở Ấn Độ là Hồi giáo có, Ấn Độ giáo có, Bà La Môn có, nói chung là gặp gì họ thờ nấy. Cho nên thời Covid vừa rồi họ thờ luôn nữ thần Corona luôn anh chị em. Nữ thần Corona, dựng cái tượng lên thờ nữ thần Corona. Tôi cũng không hiểu tại sao như thế, nhưng mà Ấn Độ là cái đất nước như vậy, đông dân nhất thế giới, nhưng mà tà thần thì có thôi rồi. Thì ông T.S. ông giảng, ông nói: hỡi người dân Ấn Độ, hãy đến đây nghe lẽ thật của Đức Chúa Trời. Quyển sách tôi cầm trên tay là lời hằng sống của Chúa, là chân lý duy nhất của vũ trụ này. Ông bà anh chị em phải nghe tin vào quyển kinh thánh của tôi để được sống đời đời. Giảng rất mạnh mẽ. Nhưng một người Hồi giáo lên cầm kinh Koran giơ lên nói: ông có kinh thánh, tôi cũng có kinh Koran của tôi. Rồi chập nữa, người Bà La Môn lên: ông có kinh thánh, tôi cũng có kinh Vệ Đà của tôi. Làm sao ông chứng minh được quyển kinh thánh ông đúng? Và cuối cùng, sau 5 năm, ông T.L. Osborne không đưa một người nào trở lại với Chúa được hết, và phải buồn rầu dẫn dắt chiếu gia đình mình trở lại nước Mỹ, và nói rằng tôi đã thất bại hoàn toàn tại Ấn Độ. Nhưng sau đó ông đã khóc lóc với Chúa, ông đã nói với Chúa, ông đã nhìn lại vào trong Kinh Thánh, ông đã đọc lại sách Công Vụ Các Sứ Đồ, và ông nói với Chúa: Chúa ơi, con có điều gì đó sai sai thiếu thiếu ở đây. Và bắt đầu ông đi tìm kiếm.
Một ngày nọ, ông đến dự buổi nhóm của ông William Graham. Không phải là ông Billy Graham đâu nha anh chị em, đôi khi nhầm lẫn. Ông William Graham là một nhà truyền giáo đầy lửa, đầy quyền năng thời bấy giờ. Ông đến dự. Và rồi trong buổi truyền giảng đó, một cô gái bị mù được dẫn lên để cầu nguyện. Ông lúc đó ông Theo Osborne còn trẻ lắm, đứng dưới nhìn quan sát. Và ông Willie Graham, ông đưa cô gái mù này cho tất cả hội chúng coi, là cô gái này hoàn toàn không có con mắt luôn. Tức là sinh ra là cái hai hốc mắt này nó là thịt không à, không có mắt. Sinh ra bị vậy. Thì ông Willie Graham ông nói, Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng ra mọi loài và con người chúng ta, thì Ngài có quyền để ban cho cô gái này một cặp mắt mới. Và trước hàng ngàn con người, ông đặt tay lên cặp mắt cô bé này và ông nói, hãy có một cặp mắt mới. Và khi ông vuốt cái tay xuống thì cô bé có hai cặp mắt xanh đẹp thôi rồi được mọc ra. Và ngay lúc đó, nhà truyền giáo trẻ T.L. Osborne nghe một tiếng phán trong lòng: con cũng có thể làm được điều này. Con cũng có thể làm được điều này. Con cũng có thể làm được điều này. Wow. Và nhà truyền giáo trẻ này nói, đúng rồi Chúa, đúng rồi, người dân Ấn Độ cần cái này. Họ phải xem cái này, thấy cái này, chạm cái này, nghe cái này, thì họ mới tin Kinh Thánh là chân lý được. Tôi gọi đó là quyền phép. Và sau đó, chưa hết đâu, ông T.L. Osborne ổng về nhà, ổng thuê một cái phòng và ổng vẽ một cái vòng tròn như thế này. Ổng nói, Chúa, con quyết rồi. Một là Chúa hiện ra với con, ban cho con năng lực để con trở ngược lại Ấn Độ. Hai là Chúa đưa con về nhà tại chính cái vòng tròn này. Ghê gớm anh chị. Cho nên nó có những cái điều mà tôi đọc được ở trong lịch sử của những tướng lĩnh Đức Chúa Trời. Họ có những cái quyết tâm rất khác người anh chị em ạ. Khác người lắm. Họ không phải làng nhàng như chúng ta mà làm được những điều lớn lao. Không phải đâu. Dĩ nhiên tôi muốn nói rằng quyền năng là từ Chúa, nhưng Chúa luôn test, luôn thử lòng quyết tâm chân thành của chúng ta, mấy anh chị em. Luôn luôn, không đơn giản đâu. Chúa luôn thử, luôn test, luôn kiểm tra. Và sau 7 ngày ông ở trong vòng tròn đó, thì Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông. Chúa Giê-xu đã hiện ra với ông, phán dạy ông, trao thẩm quyền cho ông, ban năng lực cho ông, khích lệ đức tin ông. Và anh chị em biết đó, nhà truyền giáo T.L. Osborne đã trở ngược lại Ấn Độ và làm phấn hưng một vùng rộng lớn của một đất nước tỷ dân trên thế giới này. Năm 1995, tôi đã có cái đặc ơn được tham gia cái trường Kinh Thánh mà ông ấy sang Moscow, ông mở ra. Lúc đó ông còn sống, giờ ông về với Chúa rồi. Wow, tôi nói diệu kỳ, ông có giảng bài giảng trong ai sớm đó. Cho nên trở lại với chủ đề chính, tôi nói anh chị em, chúng ta, mỗi một chúng ta ngồi đây, phải cần xe ngựa tứ mã của Đức Chúa Trời để đưa chúng ta đi thu phục linh hồn cho vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải chỉ nói, nhưng lời nói chúng ta phải thể hiện quyền phép. Chúng ta không những chỉ nói và thể hiện quyền phép, nhưng con người chúng ta phải bày tỏ Thánh Linh để an ủi, để nâng đỡ, để khích lệ người khác, để giáo huấn, để dạy dỗ, để dẫn đưa người khác trong sự khôn ngoan. Nhưng cũng chưa đủ, con người chúng ta cũng phải toát ra sức mạnh của lòng tin, để người ta tiếp xúc với anh em, người ta thấy trong anh em một đức tin không thể lay chuyển. Và tinh thần đức tin đó sẽ chuyển hóa người đối diện trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu. Một môn đồ có thể tuận đạo cho Chúa Giê-xu, một môn đồ có thể hy sinh mạng sống cho Chúa Giê-xu. Tôi nói với anh chị em, không có lòng tin không làm được điều đó, không làm được đâu. Nhưng con người có lòng tin, người ta sẵn sàng chết cho Chúa Giê-xu, sẵn sàng
chịu tất cả mọi điều vì Chúa Giêsu. Cho nên tôi nhắc lại anh chị em ạ, phúc âm của chúng ta là con ngựa tứ mã uy dũng của Đức Chúa Trời. Anh em nhớ không ạ? Mình có mấy sách phúc âm anh chị em? Con ngựa tứ mã của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng bao giờ dùng một con ngựa, mà cũng đừng bao giờ dùng hai, dùng ba. Hãy dùng một lúc bốn con ngựa này cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ gặt hái kết quả. Chúng ta sẽ gieo được hạt giống của Đức Chúa Trời vào lòng con người anh chị em ạ. Đó là điều rất là diệu kỳ. Có một lần, cũng đây khá lâu, tôi đi sang, được mời sang Indo để dự một cái hội đồng của các mục sư gì đó, lâu rồi tôi cũng quên rồi. Thì cái ông giáo sư đó, ông giảng và ông nói anh chị em biết không, trong lịch sử Đức Chúa Trời đã cứu các quốc gia châu Á của mình bằng nhiều hình thức khác nhau. Chúa cứu Trung Quốc bằng cái cách truyền giáo thầm lặng, tức là không có phải được tổ chức như chúng ta như thế này, mà cứ đi từng nhà thầm lặng, từng làng, nhóm thì ở dưới hầm thầm lặng. Nhưng mà hiện nay con số tín đồ của Trung Quốc lên đến hàng trăm triệu thầm lặng thôi. Rồi ông nói Chúa cứu Hàn Quốc bằng một đời sống cầu nguyện. Wow, người Hàn Quốc có cả núi cầu nguyện. Người Hàn Quốc cầu nguyện ngày, cầu nguyện đêm, cầu nguyện bằng cả tấm lòng, sức lực, trí khôn. Anh chị em gặp người Hàn Quốc chưa? Tiếp xúc với đời sống cầu nguyện của họ chưa? Tôi gặp rồi. Năm 96 ở bên Nga đó, tôi có dự những buổi cầu nguyện thâu đêm mà do một hội thánh người Hàn Quốc tổ chức. Anh chị em bước vô phòng á, bước vô phòng cầu nguyện của họ, anh chị em nghe như tiếng thác, tiếng thác nước vậy, chứ không có có chuyện nói chuyện râm ran gì hết á. Thác nước ào ào ào, u ra ba 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 ba, cầu nguyện cả một hội trường họ cầu nguyện thâu đêm, suốt đêm luôn. Cho nên ông Châu Dân Ghi, ông cả núi cầu nguyện đó anh chị em. Và cái lửa đó nó truyền sang cho những tín đồ người Hàn Quốc. Họ cầu nguyện vô cùng mạnh mẽ, họ cầu nguyện hết cả tấm lòng và đầy quyền năng, đầy linh lực. Và đất nước Hàn Quốc, từ một đất nước phải nói là Phật giáo 90%, nhưng Chúa biến chuyển một hồi thì 30% dân Hàn Quốc hơn nữa đã trở lại với Đấng Christ. Và tôi nghe ông giáo sư nói là anh chị em biết, cái thời đó là tất cả những ngôi chùa của Hàn Quốc bị phá sản, và người Tin Lành đã mua những ngôi chùa đó biến thành nhà thờ Tin Lành hết. Wow. Tôi nghe tôi nói ôi Chúa ơi, đất nước của con nhiều chùa lắm, cho chúng con cả tiền để mua, phải không ạ? Biến hết tất cả đình chùa miếu, tất cả có tiền chúng ta mua, và nơi đó để thờ phượng Đức Chúa Trời. Wow, hallelujah. Và chưa hết, ông kể ông nói, các bạn biết không, còn đất nước Indo chúng ta thì Chúa đã phấn hưng đất nước Hồi giáo này bằng một cách cũng rất khác biệt. Đó là Chúa phấn hưng Indo, cứu người Indo, cứu người Hồi giáo Indo bằng sự thờ phượng ngợi khen. Anh chị em biết ông mục sư Nico phải không ạ? Tôi sang cái tháp của ông rồi. Ông xây dựng cái tháp đó mà đến nỗi hôm nay, từ năm 2016 bây giờ phải cộng thêm là 7 năm nữa. Hồi đó là tôi nhớ là 14 năm. Thôi bây giờ cho 7 năm nữa là 21 năm. 21 năm tại cái tháp cầu nguyện của ổng, không có một giây nào mà không cầu nguyện thờ phượng Đức Chúa Trời. Anh chị em tưởng tượng chưa? Wow. Vô đó là cứ một tiếng đồng hồ có một ban vô thờ phượng Đức Chúa Trời. Thờ phượng xong ban đã ra, ban khác vô, cả cái tháp, trên cái tháp rất là cao. Thờ phượng 21 năm không ngừng. Và khi tôi ngồi dưới tôi nghe, tôi mới hỏi Chúa, tôi buồn quá, tôi nói Chúa ơi, còn Việt Nam của con thì sao? Thế bây giờ Chúa cứu Trung Quốc, cứu Hàn Quốc, cứu Indo bằng cách đó, thì Việt Nam là sao Chúa? Thì anh em biết không, Chúa đặt trong lòng tôi một lời nói, một tiếng nói rất rõ ràng, nhẹ nhàng trong tấm lòng. Con, ta sẽ cứu Việt Nam con bằng quyền năng của Đức Thánh Linh. Wow. Khi tôi nghe được câu này, tôi nói rồi, con cảm ơn Ngài. Con đã biết được chìa khóa để mở đất nước này. Con đã biết được chìa khóa để mở cánh cổng cho đất nước này. Đó là quyền năng Thánh Linh. Cho nên tôi nói anh chị em,
hội thánh nào, con người nào tìm kiếm quyền phép thánh linh, sức mạnh của sự tin quyết cộng với lời giảng tin lành, hội thánh đó sẽ chiếm nhiều linh hồn cho quân quốc Đức Chúa Trời tại đất nước này. Dân tộc chúng ta cần quyền phép thánh linh, con người Việt Nam chúng ta cần quyền phép thánh linh, mọi gia đình cần quyền phép thánh linh, mọi hội thánh cần quyền phép thánh linh, để chúng ta được tự do và kết quả trong vương quốc của Ngài. Amen chị em. Đó là điều chúng ta cần. Mọi đất nước mọi khác, mọi địa lý mọi khác, mọi lãnh thổ mọi khác, Đức Chúa Trời chúng ta rất đa dạng và Ngài hành động cũng rất là đa dạng. Cho nên giữa đại hội này tôi khích lệ anh chị em buổi sáng hôm nay, nếu chúng ta cảm thấy rằng Chúa ơi, cuộc đời của con đến giờ này con đang thiếu một vài con ngựa ở trong bốn con ngựa này. Chúa ơi, hội thánh của con thiếu một vài con ngựa trong bốn con ngựa này. Chúa ơi, hãy bổ túc cho con, hãy giúp con, hãy trang bị cho con, hãy trang bị cho hội thánh con. Và tôi nói với anh chị em, Đức Chúa Trời sẵn sàng trang bị cho chúng ta. Để khi anh em cởi lên con ngựa tứ mã này, tôi nói anh chị em á, quỷ nó chạy re kèn luôn. Không có một quyền lực nào có thể đứng nổi dưới quyền năng của bốn cái điều mà Đức Chúa Trời bày tỏ ở đây. Không có đâu. Anh chị em sẽ khiến họ tự do và được giải phóng hết. Ngày hôm nay anh chị em biết có một số những thách thức mà chúng ta phải vượt qua, hội thánh phải vượt qua. Nó nằm ở trong tâm trí của chúng ta, nó nằm trong suy nghĩ của chúng ta. Những thách thức này nó ranh mãnh đến mức độ nó khiến cho chúng ta nghiễm nhiên gạt bỏ năng lực của Đức Chúa Trời ra khỏi hội thánh. Nó khiến cho chúng ta suy nghĩ rằng ôi, chắc cũng không cần thiết lắm đâu, mình đông tín đồ rồi, mình có trụ sở rồi, mình tài khoản cũng có vài trăm tỷ rồi, hội thánh thì cũng rải từ Bắc chí Nam rồi, giờ mình là giáo chủ rồi, anh em giáo chủ mà. Cho nên là thôi, chứ còn bây giờ mà còn đi kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm quyền phép, sao cuộc đời nó khổ thế. Đấy, đôi khi chúng ta bị cái cám dỗ đó và khiến cho chúng ta sống một cuộc đời nửa vời. Nửa vời, tức là đúng là nó cũng có tất cả thiệt, nhưng mà cái cần có lại không có. Anh chị hiểu ý mà, có tất cả nhưng mà cái cần lại không có. Đây là chỗ mà tôi thấy có cái sự thách thức, có một cái ngăn trở để cho chúng ta phải vượt qua. Chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ về điều này và hãy đọc lại sách Khải Huyền. Trong sách Khải Huyền ở bảy hội thánh, Chúa có khiển trách một hội thánh. Chúa có nói với hội thánh đó rằng ngươi nghĩ trong lòng rằng ta giàu rồi, ta đầy đủ rồi, ta có mọi sự rồi, nhưng mà ngươi không biết rằng ngươi đang trần truồng, lõ lồ, thiếu thốn, nghèo khó. Tôi muốn nói những điều đó để cho tất cả anh chị em mình có được sự cảnh tỉnh. Đôi khi làm công việc của Đức Chúa Trời nó không dựa vào những thứ nguồn lực của cánh tay xác thịt, mà nó phải dựa vào quyền phép, năng lực thánh linh và sức mạnh của lòng tin chúng ta. Bốn điều này phải có. Bốn điều này phải là tài sản thực ở trong mỗi hội thánh, trong mỗi gia đình, trong mỗi cá nhân, chứ không phải những thứ khác. Dĩ nhiên chúng ta cũng không quá thái cực. Chúng ta cần cơ sở rộng, chúng ta cần lập nhiều hội thánh, chúng ta cần nhiều tín đồ, chúng ta cần tiền trong tài khoản, cần hết. Nhưng anh chị em ơi, tất cả những thứ đó không phải là năng lực để vận hành ở trong vương quốc Đức Chúa Trời, mà nó chỉ là phương tiện để giúp chúng ta tìm kiếm Chúa dễ hơn. Nó chỉ là phương tiện để chúng ta cứu rỗi linh hồn con người một cách thuận lợi hơn. Amen chứ. Chúng ta phải biết phân biệt chứ. Ví dụ như bây giờ đến đây, nếu cái hội trường chúng ta nhỏ quá vì không đủ tiền để xây dựng cơ sở, mà anh em ngồi ra ruộng kia để nghe, nó rất là bất tiện, có đúng không?
Dù như hội thánh nhà muôn dân đi, 8 năm trời rồi cũng cứ thuê cái chỗ bé tí như này, nó cũng rất bất tiện. Trong khi người đến thì rất là đông mà phải leo cả anh cầu thang ngồi. Lỡ may Đức Thánh Linh giáng xuống cái lăn xuống cầu thang thì sao? Nó cũng rất là căng. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy. Nhưng chúng ta phải biết phân biệt ưu tiên cho cái gì trước hết. Tìm cái gì, trang bị cái gì, có cái gì trước hết. Tôi cho rằng chúng ta trước hết phải tìm vương quốc Đức Chúa Trời trước, rồi mới đi tìm những thứ kia. Đó. Cho nên đôi khi tôi thấy có một số những thái cực, đúng không? Hội thánh mới có 100 người thôi, đi vay tiền ngân hàng xây dựng một cái nhà thờ chứa 1.000 người. Xong rồi có 100 người vô ngồi, có nhóm này rồi tan luôn, rồi nợ nần đầm đìa hết. Cái đó cũng là cái điều mà chúng ta cần có cái thách thức này, anh chị em ha. Vì vậy chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mọi sự bây giờ đã chấm dứt, thời đại chúng ta sống đã đổi thay, và bây giờ thì là thời đại 4.0 rồi. Chúng ta đừng áp dụng theo cái kiểu cũ, kiểu cổ của Kinh Thánh. Chúng ta phải có chiến lược, chiến thuật, cách thức để mà thu hút con người, kéo con người đến bằng những cái thủ thuật. Và chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang sống trong một cái thời đại thông minh hơn, tốt hơn, hiện đại hơn và khá hơn thời đời xưa. Đừng nghĩ như vậy. Tôi nói với anh chị em, chúng ta phải lật lại lịch sử để học những người đi trước chúng ta. Chúng ta phải lật lại lịch sử để học những vị tướng lĩnh đi trước chúng ta, để thấy được đời sống của họ, để thấy được cánh tay Đức Chúa Trời hành động qua họ, để thấy được những hội thánh đời xưa Chúa vẫn hành động rất mạnh mẽ và cứu được rất nhiều linh hồn, làm những cuộc phấn hưng vĩ đại ở nhiều quốc gia và thậm chí là cả trên địa cầu. Cho nên đôi khi lòng kiêu ngạo của mình nghĩ rằng bây giờ tôi mới là nhất, mới là tốt, mới là hiện đại, còn những gì đời xưa thì không cần học hỏi. Và rồi dẫn chúng ta đến cái thái cực rằng Đức Chúa Trời bây giờ ngưng hành động rồi, quyền năng Đức Chúa Trời đã chết với các sứ đồ rồi, Chúa Giêsu đã về trời rồi, cho nên bây giờ làm còn gì còn quyền năng nữa, làm gì còn giải cứu nữa, làm gì còn chữa lành nữa, làm gì còn Đức Thánh Linh, báp tem Đức Thánh Linh, làm gì còn nói tiếng lạ nữa. Và chúng ta đã bị gieo tư tưởng này. Và tôi xin thưa với tất cả ông bà anh chị em ngồi đây, có thể ông bà anh chị em đến từ nhiều hệ phái khác nhau, tôi không biết, giáo lý có thể khác nhau, tôi không biết, nhưng tôi muốn nói với anh chị em rằng bất kể giáo lý nào mà phủ nhận, từ chối, hủy bỏ công việc của Đức Thánh Linh trong thời đại này là giáo lý nguy hiểm bậc nhất cho hội thánh hiện nay. Nó khiến cho hội thánh trở nên khô hạn. Nó khiến cho hội thánh chỉ còn là một bộ xương khô di động mà thôi. Anh em ạ, nhìn vào hội thánh đông lắm, rất là tuyệt vời đấy. Nhưng mà xét vào đời sống từng người thì không thấy thịt đâu, chỉ thấy xương không, rất yếu đuối, rất khô hạn. Tôi đã từng đi thăm, đi giảng, đi bồi linh ở nhiều hội thánh khác nhau, tôi thấy được tình trạng đó anh chị em ạ. Khô hạn lắm. Anh chị em biết tại sao không? Bởi vì họ có lời nhưng không có linh. Giảng giáo lý rất tuyệt vời, giảng giáo lý, học kinh thánh, học thần học rất tốt, nhưng mà ngay chỗ Đức Thánh Linh thì gạch chéo luôn. Tôi nói anh chị em ạ, anh em làm nông sẽ biết điều đó. Một cái cây mà anh chị em không chịu tưới nước gì cả mà cứ mua phân hóa học tống vô đủ các loại phân một đống như thế này, 3 ngày sau thấy cây chết queo, chịu không nổi. Chúng ta phải cân bằng giữa lính và lời, giữa phân và nước, giữa ăn và uống. Tôi nói anh chị em trong hội thánh, linh và lời phải đi đôi với nhau. Chúng ta phải cân bằng. Chúng ta không thể nào chỉ linh không mà thiếu lẽ thật. Chúng ta cũng không thể nào chỉ tập trung vào lời mà chúng ta lại chối bỏ cái đấng làm cho lời đó trở nên quyền phép. Không thể anh chị em. Và đây là tình trạng của nhiều lãnh đạo, nhiều hội thánh hiện nay ở nhiều hệ phái đang mắc phải. Chúng ta gửi tín đồ đi học,
mọi người đi học, đi học, đi học, đi học. Tôi nhớ có tôi gặp một cái người chị kia, 20 năm trong Chúa gặp lại, chị làm gì giờ chị? Vẫn đi học. Học biết, học, học nữa và học mãi. Học mới thôi, không làm gì. Bởi vì có sức đâu mà làm, có năng lực đâu mà làm. Vì chính Thánh Linh ban cho chúng ta năng lực để hoạt động trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Amen chị em. Cho nên hội thánh của Chúa phải cân bằng điều này. Và chúng ta hãy hết sức để ý, không ạ? Ngày hôm nay có một cái sự sa sút đó, tôi tin rằng Chúa sẽ khôi phục khi chúng ta nhận biết lẽ thật, nhận biết lẽ thật. Đó. Tại sao người ta có những điều đó? Bởi vì người ta không tra xét lịch sử hội thánh. Tôi đọc những cái tài liệu về lịch sử hội thánh, tôi dịch ra và tôi nghiên cứu. Tôi muốn nói với anh chị em rằng từ sau khi lễ ngũ tuần đầu tiên cho đến 1000 năm về sau, tức là năm thứ 1000 sau công nguyên, hội thánh của Chúa đầy dấu kỳ phép lạ. Hội thánh của Chúa đầy những điều siêu nhiên, đầy những điều khích lệ, anh chị em đọc sẽ thấy. Dĩ nhiên một số những tướng lĩnh anh chị em đã quen biết, tôi muốn nói, nhưng tôi muốn nói ở đây một vài những con người mà có thể anh chị em chưa nghe tên. Chưa nghe tên. Ví dụ như ông Justin Matu, ông sinh năm 100 nhưng ông tử vì đạo năm 165. Đó. Anh chị em biết ông này được Chúa dùng làm gì không? Ông này được Chúa dùng đuổi quỷ chữa bệnh cả trong hoàng cung của hoàng đế La Mã luôn. Đây là một đầy tớ thực sự tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Trong hoàng cung của hoàng đế La Mã có những vị hoàng thân, hoàng thích không thể chữa được bệnh của mình, không thể được tự do khỏi đời sống mình. Và ông đã nổi tiếng như một người mặc lấy quyền năng của Đức Chúa Trời, và hoàng đế La Mã đã phải mời ông vào hoàng cung để giúp đỡ. Đó. Và năm 165 ông đã chết vì danh của Chúa. Và những ông khác, năm 160, năm 200, năm 300, năm 400, anh em đọc lại lịch sử hội thánh sẽ thấy 1000 năm đầu tiên hội thánh của Đức Chúa Trời luôn đi trong quyền phép của Đức Thánh Linh. Đó là sự thật. Cho nên nhiều khi chúng ta không nhìn lại lịch sử, chúng ta nghĩ à, chắc cái hội thánh là cái hình mẫu như bây giờ mình nhìn thấy đây. Rồi chủ nhật đi nhóm, đến đứng nghiêm trang, ruồi bay cũng nghe, rồi chúng ta lại hallelujah, amen, rồi chúng ta về. Chúng ta nghĩ hội thánh là như thế. Rồi chúng ta chỉ trở nên thánh khiết có một ngày chủ nhật thôi. Thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7 là chúng ta thành những kẻ gì đó khác. Và rồi dân chúng ở ngoài kia, người ta nhìn vào, người ta hỏi anh em đạo gì á? À, đạo Tin Lành à, ở cái nhà thờ đó đúng không? Rồi chúng ta đi đạo Tin Lành. Rồi họ, anh chị em mời họ, họ nói tôi đi đạo Phật đó mà. Rồi nói đi đạo Tin Lành đi. Thì họ nói có gì khác đâu. Thì anh vô đó, anh thờ Chúa anh, tôi vô đây tôi thắp nhang bình thường đó. Giống như ngày xưa tôi xuống Cà Mau vậy đó, tôi gặp một cái cô kể lại, cô tin Chúa rồi, nhưng mà người ta bắt gặp cô là ngày rằm cô vẫn đi thắp nhang ở trong chùa. Xong người ta hỏi cô, chứ cô tin Chúa rồi cô đi đâu vậy? Cô nói không, tin thì cứ tin, đi nhà thờ vẫn cứ đi nhà thờ, tôi giữ lễ đúng lắm, nhưng mà đi chùa tôi vẫn phải đi để cho nó chắc ăn. Chắc ăn. Ok, đó là tại sao mình gieo vào lòng họ cái đó. Bởi vì người ta không nhìn thấy một Đức Chúa Trời sống ở trong hội thánh. Không thấy. Đến hội thánh mà trở về cứ trơ trơ như thế. Tôi mới ăn cắp hôm qua mà đến hội thánh, thậm chí người ta còn vỗ vai an ủi tôi là tốt lắm anh chị, tốt lắm, về nhà tiếp tục ăn cắp. Chứ còn tôi nếu nói với anh chị em, đến hội thánh mà có Chúa Giêsu hiện diện, có đấng thánh khiết hiện diện, cái người sống trái với lương tâm sẽ khóc ăn năn ở dưới bệ chân của Chúa liền. Có đúng không anh chị? Đó là hội thánh ăn sống. Cho nên đôi khi ngày hôm nay chúng ta thiếu đi nhiều yếu tố khiến cho hội thánh của Chúa giống như một tôn giáo thế tục. Tôi tin rằng chúng ta cần khôi phục lại. Khôi phục lại. Tôi cảm ơn Chúa vì sứ giả tuyệt vời ông Martin Luther.
ông đã chấm dứt 500 năm đen tối của giáo hội. Đúng không? Từ năm 1000 đến năm 500 là thời kỳ đen tối ma quỷ lừa dối ô uế dâm dục tội lỗi nhất của giáo hội Đức Chúa Trời. Ôi anh em đọc lại lịch sử anh em sẽ thấy không thể chấp nhận được. Nhưng tôi cảm ơn linh mục Martin Luther. Ông đã dám cải chánh, ông đã dám đứng lên để nói ra lẽ thật. Dù người ta tuyên án tử hình vắng mặt ông, nhưng mà Chúa bảo vệ ông. Và ngày hôm nay tôi và anh em ngồi đây cũng là nhờ những con người mà không tiếc mạng sống của mình cho lẽ thật. Anh chị em thấy không ạ? Vì vậy anh chị em ơi, chúng ta hãy sống xứng đáng với điều Chúa kêu gọi. Giống như Kinh Thánh chép á, hỏi các thánh đồ, anh em hãy sống xứng đáng với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời kêu gọi anh chị em là thánh đồ yêu dấu của Ngài. Đức Chúa Trời kêu anh chị em là người mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời gọi anh chị em là người chữa lành đủ quỷ. Đức Chúa Trời gọi anh chị em là người có thể đưa linh hồn người ta vào cõi đời đời. Chúng ta phải sống xứng đáng với điều đó chứ. Cho nên không thể có gì khác hơn đâu anh chị em. Tôi muốn nói đến cái điều này. Chào ạ. Chúng ta phải trở lại, phải trở lại, phải trở lại. Đó. Vậy thì có bao giờ chúng ta suy nghĩ về một điều, những quyền năng của Đức Chúa Trời đó, con ngựa tứ mã này của Đức Chúa Trời đó đã được chuyển tải qua các thế hệ như thế nào? Sau khi các sứ đồ mất đi, về với Chúa, thì những người tiếp theo họ làm gì? Họ nhận ở đâu? Họ lấy ở đâu? Anh chị em có thể nói rằng thì Chúa Trời ban cho họ. Điều đó đúng, nhưng nó chưa đủ. Đức Chúa Trời là nguồn, điều đó là chính xác. Nhưng ý tôi muốn nói rằng Đức Chúa Trời dùng phương tiện gì để chuyển tải quyền năng của Ngài, quyền phép của Ngài, Thánh Linh của Ngài, sức mạnh của lòng tin Ngài cho thế hệ tiếp theo đấy? Chúng ta cần phải tìm hiểu, phải không ạ? Và buổi chiều ngày hôm nay đó, buổi sáng ngày hôm nay đó, tôi nói với anh chị em rằng chúng ta phải sẵn sàng để Đức Chúa Trời sử dụng mình. Chúng ta phải xúc sạch chiếc bình của mình để sẵn sàng Ngài đổ xuống. Được không anh chị em? Đó là cách để chúng ta hiệu quả cho Ngài. Cách để chúng ta hiệu quả cho Ngài. Cách để chúng ta có thể nhận lấy và tiếp nối những điều mà những người đi trước đã thực hiện. Tôi lấy ví dụ một vài cái câu kinh thánh để cho anh chị em nắm lấy cái cách mà Đức Chúa Trời chuyển giao, cái cách mà Đức Chúa Trời có thể điều hành hội thánh của Ngài xuyên suốt hàng thế kỷ, hàng thập kỷ, hàng thiên niên kỷ mà những quyền năng đó không mai một đi. Ví dụ như anh chị em đọc thấy ha, trong Dân Số Ký chương 11 rất rõ. Môi-se bèn đi ra thuật lại các lời Đức Giê-hô-va cho dân sự, rồi nhóm hiệp 70 người trong các bậc trưởng lão dân sự đặt để xung quanh trại. Đức Giê-hô-va bèn ngự xuống trong đám mây phán cùng Môi-se. Ngài lấy thần cảm người và ban cho 70 người trưởng lão. Vừa khi thần ở trên 70 người trưởng lão, bèn được cảm động nói tiên tri, nhưng không cứ nói mãi. Anh chị em thấy chưa? Bây giờ ông Môi-se ông làm việc có một mình ông à, mà ông phải ngồi để ông làm việc với gần 2 triệu người. Dân chúng thì phải đứng đợi từ sáng đến chiều. Đuối luôn. Ông Môi-se cũng đuối, mà dân chúng cũng đuối. Giải quyết làm sao đây? Vì chỉ có ông Môi-se có ơn thôi. Ông Môi-se ông có ơn để giải quyết vấn đề, cho lời khuyên, phải mà cho hướng đi, cho sự khôn ngoan, cho cái sự phán xử, phân biệt điều này điều kia cho nó đúng từ Chúa. Ông có cái ơn đó. Giống như anh chị em ở đây là nói cho nó đơn giản dễ hiểu. Ở đây gần cả ngàn người. Bây giờ ví dụ như có một mình tôi cầu nguyện chữa lành nè. Một mình một thôi, từng người một lên đây. Chắc cầu nguyện đến thứ hai tuần sau. Có phải? Thứ hai tuần sau là chắc luôn. Rồi tôi cầu nguyện đến thứ hai tuần sau xong rồi tôi đi nhập viện luôn. Chắc luôn. Đó sự thật dễ hiểu nhất. Vậy thì bây giờ phải làm gì? Cũng một cái thần đó, cũng một cái ơn đó, Chúa chia ra cho nhiều người. Amen. Để cho nhiều người có thể cùng phục vụ trong một cái ơn đấy và
hiệu quả công việc được nhân lên. Đó là cách của Chúa. Điều gì xảy ra khi trên đất nước 98 triệu người này của chúng ta có 1 triệu tín đồ đi trong quyền năng chữa lành giải cứu đủ quỷ anh chị em? Chắc tôi nghĩ mấy quỷ nó khóc nó bỏ chạy hết trơn. Đúng không? Khóc. Thua rồi, thôi đầu hàng. Đó là cách. Đó là cách của Chúa. Chúa nhân lên, Chúa chia ra. Và tôi nói với anh chị em, ơn của Đức Chúa Trời không ai được độc quyền, không ai sở hữu. Không có ai nói rằng chỉ có tôi mới độc quyền ơn của Đức Chúa Trời. Tôi là đại lý độc quyền, không có đâu. Cái đó chỉ có trong kinh doanh thôi. Còn trong vương quốc Đức Chúa Trời không có đại lý độc quyền. Amen. Chia ra để chúng ta làm việc. Đó, như anh em thấy, phải không ạ? Hội thánh nhà muôn dân làm gì? Không lẽ có một mình ông mục sư quý này? Không phải đâu. Hội thánh nhà muôn dân từng bước từng hồi sẽ có những đội ngũ, có những anh em được thần cảm của Đức Chúa Trời. Tại sao làm được? Tại sao mình làm được điều đó nào? Tôi sẽ đọc tiếp câu kinh thánh cho anh chị em để chúng ta nắm bắt, phải không ạ? À, trong Phục Truyền chương 34 câu 9, Giô-suê con trai của Nun được đầy dẫy thần khôn ngoan vì Môi-se đã đặt tay mình trên người. Dân Israel bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Anh chị em thấy chưa? Bây giờ ông Môi-se, ông muốn truyền những điều đó cho Giô-suê, làm những người lãnh đạo tiếp theo, những người làm được việc như ông, làm được việc quyền năng như ông, thậm chí hơn ông, thì làm gì? Ông nhân danh Chúa Giê-hô-va, ông đặt tay lên đầu của Giô-suê và thần Đức Chúa Trời giáng xuống trên Giô-suê. Giô-suê trở nên một người có thẩm quyền như Môi-se. Đây là cách. Cho nên trong hội thánh nhà muôn dân cũng vậy thôi. Chúng tôi là những người làm việc cùng nhau. Chúng tôi có những khóa huấn luyện, có những khóa học, có những khóa kiêng ăn với nhau, có những khóa cùng nhau thờ phượng Chúa. Và sau khi đó thì bắt đầu tôi đặt tay lên họ. Đúng không? Tôi đặt tay lên họ. Hãy nhận lãnh đi. Hãy được sức dầu đi. Để đi chữa lành, đi giải cứu, đi đủ quỷ cho người ta. Và thần của Đức Chúa Trời cảm động họ. Thần của Đức Chúa Trời tràn lan trên họ. Thần của Đức Chúa Trời đốt cháy tấm lòng họ. Và khi đến lúc buổi nhóm thật sự, họ đặt tay lên anh chị em, con quỷ cũng phải bỏ chạy luôn. Chúa nhân lên. Đó là cách của Chúa. Anh chị em có muốn ngày hôm nay thần Chúa giáng trên anh em không? Wow. Đây là điều tôi muốn. Đây là điều Chúa muốn. 1000 con người này mà tràn ra để đạp đổ quân quốc Satan thì tôi nói hiệu quả vô cùng. Hiệu quả vô cùng. Tôi cảm nhận Satan bắt đầu run rồi đấy. Run rồi đấy. Nó đang đứng ngồi kia nói thôi chạy trốn tụi bay, chạy trốn. Phải không? Chạy trốn. Này chịu rồi. Phải không? Nó rất sợ. Nó rất sợ khi chúng ta hiểu được nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Nó rất sợ khi chúng ta hiệp một lòng một ý với nhau làm việc vì lợi ích của vương quốc Đức Chúa Trời. Không phải lợi ích hệ phái, không phải lợi ích tổ chức, không phải lợi ích cho con người nào, mà lợi ích cho Chúa Giê-xu. Đó là cách của Chúa. Đó là cách của Chúa. Chúng ta hãy làm việc với tinh thần đó anh chị em, để bằng lòng chia sẻ. Đó, anh chị em nhìn thấy một câu chuyện nữa rất là quen thuộc trong Kinh Thánh. Tại sao ông Elise ông có thể đập cao tơi xuống sông Giô-đan là nước rẽ ra, trong khi trước đó ông chỉ là một người hầu cho tiên tri Eli? Bởi vì khi Eli về trời, cái áo tơi của Eli đã rớt xuống và ông nhìn thấy. Anh em đọc câu chuyện đó sẽ thấy phải không? Tôi gọi đó là những cách Đức Chúa Trời chuyển giao. Quyền năng là của Chúa, nhưng Ngài chuyển giao cho chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Và tôi nhận thấy có một điểm chung là, anh chị em ơi, một điểm chung hãy nhớ nè. Tôi nhận thấy có một điểm chung theo cái cách của Đức Chúa Trời là Ngài dùng người đi trước chuyển giao cho người đi sau. À, là cái cách chung. Đó là cách chung. Ngài luôn dùng người đi trước chuyển giao cho người đi sau. Và đây là cách luôn luôn đúng trong Kinh Thánh. Tôi từ kinh nghiệm cá nhân tôi muốn chia sẻ với anh chị em buổi sáng này. Tôi cảm ơn Chúa vì trong cuộc đời tôi gặp được 2 người. Chứ nếu không thì cái gia sản tâm linh của mình cũng rất là mơ hồ. Nhưng mà cảm ơn Chúa tôi gặp được 2 người. Mà lạ lắm.
hai người này đều châu Phi hết, da đen hết. Tất cả những anh chị em khác có thể là gặp những người da vàng, da đỏ, da trắng, nhưng mà riêng tôi thì da đen hết. Không? Thì năm 2012 đó, tôi là người đi truyền giáo mà, tôi hay chở nhiều người đi khắp nơi, miền Tây, miền Trung. Ở đâu có hội thánh, ở đâu có nhóm lại để kêu dân chúng đến nghe là chúng tôi tổ chức. Nhỏ thôi, 15, 20 người, 30 người để giảng phúc âm. Thì chúng tôi đi một lần như vậy thì chúng tôi hỏi một người bên cạnh, cái anh đó. Bây giờ thú thật là mình thiếu năng lực quá. Mình đi giảng phúc âm như thế này, nhưng mà người bệnh, người hoạn, người ma quỷ, người bị nan đề nọ, sao thấy nó không được tự do, không được chữa lành. Mình giảng là Chúa Giêsu là đấng hằng sống đời đời, Chúa Giêsu là đấng năng quyền, Chúa Giêsu là đấng khiến kẻ chết sống lại, người mù được đi, người què được thấy, người mù được thấy, người què được đi, làm tất cả mọi việc đều được. Mà khi họ chạy lên họ bảo mình cầu nguyện thì sao thấy phép lạ nó hiếm hoi quá, khiến cho cái lời giảng của mình nó bị yếu đi rất là nhiều. Và tôi nói với cái anh đó, anh, bây giờ anh có biết có cái ông thầy nào mà đầy quyền năng không, giới thiệu cho nhóm của mình với, cái ông nào mà tuyệt vời nhất không? Cái ông mới nói có, tôi biết có một ông, ông đó là cha thuộc linh của tôi, ông đó tôi đã từng chứng kiến rồi, ông cầu nguyện, ông kiêng ăn trong nhà, mà bạn của anh đến gõ cửa cộc cộc, ông bảo mở vô đi, vừa mở vô té một cái bạch tại cửa luôn, không vô nhà được. Ồ, ông đã hay đấy, mời ông này ngay lập tức. Tôi phải những cái trường hợp như thế, phải mời ngay bằng được ông này sang Việt Nam. Và anh chị em biết, đúng là Chúa mở đường. Chúa mở đường chỉ sau một tuần thôi. Chúng tôi gửi giấy mời tất cả mọi thứ và đưa được ông sang. Ông là người Congo. Và trong vòng một tuần 10 ngày, tôi xung phong làm lái xe chở ông đi. Tôi chở tất cả các ngóc ngách, tôi dùng xuồng đội dưới miền Tây chở ông đi truyền giáo. Chỗ nào có 3 người cũng được, 5 người cũng được, mọi cách chở ông đi hết, để cho người dân chúng thấy được quyền năng của Đức Thánh Linh là như thế nào. Và anh chị em biết không, lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến Đức Thánh Linh hành động thăm viếng họ. Họ tin Chúa mà không phải đứng trơ trơ như thế này, amen, con tin Chúa Giêsu, không phải, không đâu. Họ tin Chúa trong tiếng khóc nức nở. Họ tin Chúa mà họ nói Chúa ơi, ngài yêu con quá chừng. Họ nhảy múa, họ lăn, họ lộn dưới sàn. Ôi, tôi nói lần đầu tiên tôi thấy quyền phép của Chúa thực hiện rồi, chữa lành, giải cứu, làm đủ mọi thứ cho đời sống họ. Và đặc biệt á, vị này, anh chị em lạ lắm. Tôi lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận là chỉ cần mình đến gần, mình ngồi cạnh cái vị này thôi, ngồi cạnh thôi, rồi mình trò chuyện thôi, một chút thôi, là nước mắt mình tự nhiên tuôn tràn. Ngồi cạnh thôi, không nói gì cả. Ô lạ lùng, tôi nói tuyệt vời quá Chúa ơi, xin Chúa giúp làm sao cho ổng, cầu nguyện cho con một cái. Đâu, nhưng mình cũng đâu dám đâu, mình cứ chở ông đi. Xong là mỗi lần như vậy thì tôi cứ bày tỏ cái niềm khát khao. Tôi nói ông ơi, tôi muốn những điều mà Chúa đã hành động qua đời sống ông. Ông nhìn thấy đất nước tôi đó. Mà đất nước tôi đầy dẫy những con người đang đau khổ giữa khiếp của ma quỷ, bệnh tật đau yếu. Và nếu không có năng lực của Đức Thánh Linh, chúng tôi bó tay không làm được gì. Và anh chị em biết, suốt 10 ngày như vậy, sau khi giảng xong về khách sạn đó, thì ông kêu tôi qua. Và ông đặt tôi ngồi giữa giường. Ông nói, anh quý, anh sẵn sàng để nhận chưa? Anh sẵn sàng để nhận chưa? Và tôi giơ tay lên, tôi nói, tôi sẵn sàng. Ông đặt tay đầu tôi, cái bọc Đức Thánh Linh giáng lên và tôi say như say rượu luôn anh chị. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác. Và một ngày nọ, tôi bắt đầu khi ông về nước rồi, một ngày nọ tôi đi giảng ở một cái hội thánh ở Bình Dương. Bắt đầu tôi cũng kêu gọi người ta lên. Và lần đầu tiên tôi đặt tay lên người ta, tôi cầu nguyện. Sao tôi vừa chạm đến họ ngã cái bọc xuống, tôi nói ô, cái điều gì xảy ra với mình như thế này? Và tôi nhận ra rằng tôi đã nhận được sự chuyển giao từ người đi trước. Tuyệt vời, tuyệt vời. Và từ đó nó phát triển. Từ đó khi tôi cầu nguyện thì người ta được cảm động bởi Đức Thánh Linh. Thần của Chúa giáng trên họ, thần của Chúa chạm họ, thần của Chúa khích lệ họ, thần của Chúa khiến cho họ thấy được thiên đàng, thấy được điều này, thấy được điều kia.
Ôi rất là tuyệt vời. Nhưng chưa hết, đấy là người thầy đầu tiên. Trong lúc đó, tôi vẫn khát khao những phép lạ lớn hơn, những điều tuyệt vời hơn. Và anh chị em biết rồi đó, chắc là anh em thấy trên mạng truyền thông. Năm 2015, tôi mơ ước được sang bên ông TB Joshua, phải không ạ? Đó, nhưng mà lúc đó thì tôi đâu có biết ổng là ai, không biết Stone là cái gì. Tôi chỉ viết một cái email thôi, tôi nói ông ơi, tôi là người Việt Nam, tôi đang truyền giáo ở Việt Nam. Tôi xem cái video của ông và tôi rất khát khao những gì Đức Chúa Trời làm qua bàn tay của ông. Ông có thể cho tôi một cơ hội nào đó được không? Tôi chỉ gửi vậy thôi, rồi tôi chờ. Anh em ơi, lạ lắm. 3 ngày sau tôi nhận được cái email ngược lại, rằng tôi có lời mời cho anh có thể sang đó được không? Tôi cảm ơn Chúa. Như mở cờ trong bụng, chúng tôi chuẩn bị hết tất cả mọi loại giấy tờ, vân vân và vân. Và đến năm 2018, chúng tôi bay sang. Thú thật với anh chị em á, bay sang đó cũng là một phép lạ đó. Một phép lạ. Vì sao? Lần đầu tiên đi 19 tiếng trên máy bay, đi sang một cái đất nước đen thui thùi lùi, tôi không biết nó là ở đâu. Anh em thấy không ạ? Rồi là visa không có, chích ngừa không. Vậy đó mà đi đó anh chị em. Không biết mà, cho nên là mọi người cứ mách là hùi cứ đi đi, đất nước đó bình thường mà, đi đi. Thế là cầm cái giấy mời, mua vé máy bay, 12 anh chị em cứ ra sân bay chạy. Rồi sang Sinh, sang Ethiopia, sang đến Nigeria. Tại cửa hải quan họ nói visa các anh đâu, giấy chích ngừa vàng da của các anh đâu. Chúng tôi khóc luôn. Thôi rồi Chúa ơi, chắc ngược quá chứ làm gì bây giờ bước vô đất nước họ được. Thế xong rồi sau một hồi hỏi han, mấy anh em ở sau thì bắt đầu đứng cầu nguyện, quỷ mày ra, quỷ mày ra, quỷ đi ra để ta đi vô. Rất là phạt đâu, rất buồn cười. Xong rồi nịnh một hồi, trình bày rồi các thứ vân vân. Chúng tôi là người Việt Nam lần đầu tiên thấy hâm mộ TB Joshua, cho nên sang để chứng kiến những điều mà Chúa làm qua ổng vân vân. Và lạ lắm nha anh chị em, hội thánh Sài Gòn đó rất được ơn với chính quyền sở tại, rất được ơn luôn. Khi chúng tôi nói về hội thánh Sài Gòn, họ nói được, vậy thì tôi sẽ cho các anh, nhưng mà đây là lần duy nhất nhá. Ô, và cho chúng tôi bước vô. Phép lạ anh chị em, phép lạ diệu kỳ lắm. Rồi sau đó chúng tôi ở một tuần ở đó, thì mọi sự anh chị em biết rồi, phép lạ dấu kỳ, ung thư được chữa lành, người ta la liệt, nôn ói, bệnh tật, tất cả mọi thứ được lành trong thời giờ cầu nguyện. Và tôi học được tinh thần của ông TB Joshua, nó giống y như hôm qua mình làm. Ông TB ông cầu nguyện đến 10 giờ đêm cho từng người. Anh chị em thấy những gì trên màn hình chỉ là cái gì chiếu thôi, còn sau đó 6 giờ tối ông tập trung tất cả những người đã được cầu nguyện lại, và ông cầu nguyện tiếp một lần nữa cho đến 10 giờ đêm không còn một người nào. Tôi nhìn thấy cái áo của ông là ướt như tắm luôn. Cầu nguyện như vậy đó anh chị em, phục vụ hết lòng. Ông phục vụ từng con người, phục vụ từng mọi nhu cầu cho đến khi hết việc là thôi, chứ không phải là nghỉ đâu. Cho nên tôi nghĩ có thể vì lý do đó mà ông về vị Chúa sớm quá. Về Chúa sớm hết sức. Dạ, hết sức, kiệt sức luôn. Đó, nhưng cái điều đặc biệt tôi muốn chia sẻ với anh em là như thế này nè. Trong cái ngày thứ ba, tối thứ hai chứ, khi chúng tôi chuẩn bị về nước, thì ông mới mời 12 người này vào phòng từng người một. Ông tặng cho cái này, tặng cho cái kia hỏi han. Riêng đến lúc tôi đó, tôi vô, đứng trước ông. Thì ông nhìn thẳng vào mặt tôi, ông hỏi anh là ai trong danh sách này. Thì tôi nói đó, tôi là Trương Quý. Ông nói, thế anh khỏe không? Bảo khỏe, thích không? Sang đây có cảm thấy thoải mái không? Comfort không? Bảo thích, rất tuyệt vời. Cảm ơn Chúa, cảm ơn người của Đức Chúa Trời. Khi ông vừa nói như vậy, ông nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông đặt tay lên đầu tôi một cái và ông nói, anh hãy nhận lãnh và về cầu nguyện cho người của anh. Wow. Tôi ngã bật người ra đi văng này một cái, người bắt đầu luyến xiển. Và khi tôi kịp hồn lại, tôi biết điều gì đang xảy ra. Và tôi cảm ơn Chúa. Chúa ơi, đây là một người thứ hai mà Chúa dùng để chuyển giao điều của Ngài cho con. Và
tôi nhận lệnh. Lạ lắm anh chị em, đây là một điều rất lạ lùng trong đời sống thuộc linh 30 năm tôi đi theo Chúa. Kể từ khi từ hội thánh con về, thì anh chị em biết rồi đó, trước năm 2018, hỏi hội thánh nhà muôn dân là hội nào? Không ai biết. Có mười mấy người mà muôn dân cái gì? Hả anh chị em? Có 5-7 con người nhóm lại mà muôn dân cái gì? Không ai biết. Nhưng mà từ 2018, khi về nhóm lại, chưa kịp làm gì, thì phép lạ dấu kỳ xảy ra. Người ta nghe tên tôi đi con về, người ta mời đến hội thánh để chia sẻ chuyến đi. Tôi đến hội thánh của họ, tôi đâu có giảng cái gì đó, tôi chỉ nói lại hành trình mình đi như thế nào thôi, chỉ nói thôi. Và ở dưới thì quỷ nó hiện, nó lăn lộn như con rắn ấy. Tôi nói ô, cái gì xảy ra thế này, điều gì thế này? Tôi nói rồi, đây là sự sức dầu mà Đức Chúa Trời đã dùng con chuyển giao trên đời sống của anh. Anh chị em, bất ngờ, lạ lùng, ân điển, thực sự là ân điển. Đây không phải là nỗ lực cá nhân, đây không phải là thánh khiết cá nhân, nhưng đây là ơn của Đức Chúa Trời. Cho nên tôi nói với anh chị em, trong vương quốc của Chúa, chúng ta cần sự chuyển giao từ thiên đàng để hiệu quả trong vương quốc của Ngài. Và Ngài dùng người đi trước để đổ đầy cho người đi sau, tiếp nối từng thế hệ. Và vương quốc của Chúa lúc nào cũng tràn ngập các loại ân tứ của Ngài. Amen chứ. Đó là điều Chúa muốn. Và sau năm 2018, bệnh tật được chữa lành, u não được chữa lành, ung thư được chữa lành, quỷ ám được đuổi đi, nhiều nan đề được dứt dậy lên. Và bắt đầu Chúa đổ phước xuống, đến nỗi những cái đó nó lan truyền khắp mọi nơi. Đến ngày hôm nay, không những ở Việt Nam biết, mà cả người Việt Nam ở nước ngoài cũng biết luôn. Ở bên Mỹ, Canada, bên Pháp, bên châu Âu, thậm chí Macau, Hồng Kông, rồi nơi nào đánh bài đánh bạc cũng biết luôn. Ả Rập Xê Út cũng biết luôn. Wow, tôi nói lạ lùng. Chúa ơi, Ngài tuyệt vời. Ngài làm cho tin lành của Ngài, quyền phép của Ngài lan truyền khắp mọi nơi. Và tôi nói rằng bất cứ ở đâu có người Việt Nam mà người Việt Nam cần giải cứu thì phải được giải cứu. Wow, đây là ân điển cho người Việt Nam. Và kể từ hôm đó đến giờ, đội ngũ của chúng tôi cứ thế mà đi lên từng bước tràn đầy ân điển. Mỗi chủ nhật nhóm lại, người ta nghĩ rằng thấy tôi gầy thế này, đúng không ạ? Người ta nghĩ chắc ông này ông kiêng ăn dữ lắm. Ai cũng gặp tôi nói chắc mục sư kiêng dữ lắm mới gầy. Tôi không chả kiêng gì cả. Tôi kiêng, nó gầy là nó gầy thôi, chứ đừng nghĩ tôi thánh khiết quá là kiêng ăn. Công nhận là cần kiêng ăn, nhưng mà tôi nói với anh chị em, kiêng ăn không phải để gia tăng quyền năng, mà kiêng ăn để trừ xác thịt của mình, kiêng ăn để xúc sạch chiếc bình của mình, kiêng ăn để rửa sạch đường ống của mình, để cho quyền năng Đức Chúa Trời tuôn chảy một cách tự do. Chúng ta đâu có phải là tôn giáo đâu mà kiêng ăn để gia tăng năng lực, để gia tăng gọi là gì ta, gọi là cấp bậc, để gia tăng gọi là cái gì đó ở trong, y như là tự mình có quyền năng. Không phải đâu anh chị, nghĩ vậy là sai. Anh chị em có kiêng ăn 80 ngày thì quyền năng nó cũng không tăng lên chút nào. Nhưng tôi biết có một thứ sẽ được lấy đi khỏi đời sống anh chị em nếu anh chị em kiêng ăn. Đó là xác thịt của anh chị em bị lấy đi. Đó là sự giận dữ, nóng tính, ô uế, dâm dục của anh em bị lấy đi. Đó là sự cãi vã không tha thứ, nói hành nói xấu người khác được lấy đi. Và bằng cách đó, năng lực ở trong anh em tuôn chảy. Cho nên chúng ta cũng cần kiêng ăn, nhưng phải hiểu đúng mục đích của kiêng ăn. Có một số người hiểu sai, bảo bây giờ tôi phải kiêng, kiêng đến mức độ chỉ còn da với xương thôi, đi không nổi. Nhưng mà tôi nói năng lực nó không tăng đâu, chỉ là giúp chúng ta trừ bỏ con người ô uế của mình. Đúng anh chị em. Cho nên tóm lại á, tôi muốn nói với anh chị em rằng có một sự chuyển giao. Tôi cảm ơn Chúa vì trong cuộc đời của mình tôi gặp được những cái điều rất là lý thú mà tôi vừa kể cho anh chị em. Nên khi Đức Thánh Linh giáng lên, chúng ta sẽ cảm nhận được nhiều điều khác nhau.
khi quyền năng, sự chuyển giao, sự sức giàu đến trên chúng ta, chúng ta cảm nhận được nhiều điều khác nhau. Không phải chỉ nói tiếng lạ không, không phải đâu nha anh chị em, nhiều lắm. Đức Chúa Trời chúng ta là đa dạng. Ví dụ như trong kinh nghiệm cá nhân của tôi kinh nghiệm được gì? Khi sự sức giàu giáng lên, khi sự sức giàu của Chúa giáng lên, tôi cảm nhận một luồng điện rất là mạnh. Nó phóng ở đâu? Từ trong vũ trụ nó phóng xuống trong người tôi, từ đỉnh đầu đến gót chân tê cứng luôn, không nhúc nhích được. Và bắt đầu tôi nói tiên tri. Tôi nói tiên tri gần cả tiếng đồng hồ, nói những điều cao trọng của Đức Chúa Trời, nói những điều quyền năng của Đức Chúa Trời, nói những điều mà Đức Chúa Trời định làm cho đất nước chúng ta. Khi Đức Thánh Linh giáng lên thì có những điều lạ lùng. Khi sự sức giàu của Chúa giáng lên thì có những điều mà anh chị em có thể cảm nhận được bằng cái thân thể vật lý này. Giống như 70 trưởng lão hồi nãy, họ nói tiên tri. Giống như các sứ đồ trong lễ ngũ tuần, họ nói tiếng lạ, họ thấy lửa đậu trên đầu họ. Đó là những hiện tượng chúng ta thấy. Cho nên khi Đức Thánh Linh giáng lên chúng ta, nhất định có những hiện tượng khác nhau. Người nói tiếng lạ, người nói tiên tri, người thông giải, người thấy có những cái biểu hiện rất là quyền năng ở trong thân thể của mình, trong phần hồn của mình. Anh chị em ạ, đấy là cái cách của Chúa, rất là lạ lùng. Và hội thánh của Chúa, mỗi một con người cần kinh nghiệm những điều như thế này trong cái lúc chuyển giao. Anh chị em ha. Bây giờ tôi nói một chút nữa. Những điều kiện nào, những sự hiểu biết cần thiết nào để chúng ta nhận được sự chuyển giao đây? Đây là chỗ mà chúng ta cần phải biết. Chúng ta không thể nào hời hợt. Một con người hời hợt, có cũng được, không có cũng được, thì không bao giờ đạt được điều gì. Anh chị em biết, như hôm qua tôi chia sẻ với anh chị em á, tôi cảm ơn Chúa vì ơn ân điển của Chúa. Tôi là người mà Chúa cho ơn của Chúa rất là cuồng tín. Cuồng tín có nghĩa là gì? Khi tôi khát khao một điều gì đó, tôi quên tất cả những thứ khác, quên hết, tôi chỉ tập trung vào cái điều đó thôi. À, gọi là cuồng mà, tập trung mỗi điều đó. Cái ngày mà tôi khát khao cái dấu kỳ phép lạ mà Chúa làm qua tiên tri TB Joshua đó, anh chị em biết á, ngày đêm, sáng tối trừ khi ngủ thôi, trước mắt là cái màn hình để coi. Ông làm gì mê mẩn như thế và cầu nguyện theo, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Khác khác. Cho nên tôi nói với anh chị em, cái điều kiện đầu tiên là chúng ta khát khao. Nhưng để khát khao, chúng ta phải biết một điều rằng mình thiếu năng lực. Thiếu năng lực. Nếu anh chị em không cảm nhận được rằng mình thiếu năng lực, thiếu năng quyền, mình vẫn chưa đủ, thì anh em không thể khát khao thành thật được. Anh chị em đọc lại cái bài giảng mà tôi có làm ở đại hội ngày 25 tháng 11 á, bằng chứng của lòng khát khao thật, cho bằng chứng. Cho mình nghĩ mình khát chưa chắc gì mình khát khao. Cho nên mình phải cảm nhận mình thiếu. Còn nếu mình bảo là con cũng đủ rồi, mọi sự đủ rồi, thì cái sự khát khao anh em chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Anh chị em sẽ khát khao ở đại hội này, nhưng về nhà thì mọi khát khao biến mất. Và cả đời chúng ta cũng cứ vanh quẩn như vậy thôi. Đừng như vậy anh chị em. Khát khao tìm kiếm, khát khao tìm kiếm, dám trả giá cho điều mình khát khao. Cho nên Chúa Giêsu mới nói trong Giăng chương 7 câu 38 đó, chắc anh chị em đọc thấy rồi phải không ạ? Hỡi kẻ nào khát hãy đến cùng ta mà. Ủa? Chúa đâu có kêu gọi tất cả mọi người đâu. Khi mà Chúa kêu gọi sự cứu rỗi thì Chúa kêu gọi tất cả mọi người. Nhưng riêng Chúa kêu gọi cho những dòng sông của Đức Thánh Linh, Chúa kêu gọi để nhận trang bị quyền năng và sự sức giàu, thì Chúa kêu gọi những con người nào khát khao. Khát hãy đến cùng ta mà. Ủa? Và niềm khát khao của chúng ta phải được chứng minh. Tôi tin một điều rằng Đức Chúa Trời sẽ biết lòng người. Ngài biết rõ hết đó, không giấu được Ngài đâu. Ngài test, Ngài thử, Ngài biết tất cả anh chị em chúng ta ngồi đây, người nào là người thành thật khát khao. Tôi thì không biết, nhưng Chúa biết. Cho nên anh chị em ơi, nếu chúng ta có điều gì đó nửa vời
Buổi sáng nay tôi kêu gọi anh chị em hãy ăn năn. Chúa ơi, con hay nửa vời Chúa. Hôm nay con muốn điều này, mai con muốn điều kia. Hôm nay con nói con là người truyền giáo, mai con bảo con là giáo sư. Hôm nay con muốn con là người chữa lành đủ quỷ, bữa kia con nói con là người lui về để chăm sóc thuộc linh. Thay đổi sành sạch như thế. Cho nên những cái đó chúng ta cần ăn năn. Chúng ta nói với Chúa rằng con xin ăn năn điều này. Bây giờ con sẽ tập trung vào điều mà Chúa muốn con. Con muốn được trang bị trên đời sống con năng lực của tin lành, năng lực của gươm thánh linh, năng lực của quyền phép thánh linh, năng lực của chính thánh linh và năng lực của lòng tin mà Chúa đặt trong con. Chúa giúp con bốn điều này Chúa. Con khát khao nó Chúa. Con khát khao nó hết cả cuộc đời con Chúa. Xin Chúa giúp. Anh chị em ha, phải ăn năn. Nếu chúng ta đang mông lung trong cuộc đời mình thì buổi sáng nay phải ăn năn điều đó và nói với Chúa lòng khát khao thành thật của mình. Anh chị em ơi, tôi và ông bà anh chị em là người tiếp nối công việc của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói con Đức Chúa Trời hiện ra để hủy phá công việc của ma quỷ. Anh chị em có muốn mình thành người hủy phá công việc của Satan không? Nếu chúng ta muốn làm người đó thì chắc chắn phải được trang bị, phải được sức dầu, phải được đổ đầy. Chắc chắn phải có. Nếu không có thì thua, không làm được anh chị em ạ. Ha, thế đó là cái điều mà chúng ta cần phải đó. Hai điều. Điều tiếp theo, anh chị em phải có động cơ đúng. Động cơ đúng. Cái này tôi không biết là mình nói nó có thừa không, nhưng mà cũng phải nói. Tại vì điều đáng buồn là giữa vòng con cái Chúa cũng xuất hiện những động cơ không trong sạch. Không trong sạch. Và cái điều này là điều tối kỵ nha anh chị em. Chúng ta ước ao quyền năng để làm gì? Chúng ta ước ao năng lực của Chúa để làm gì? Đôi khi nó ẩn chứa bên trong. Để cho mình trở thành người nổi tiếng thì sao? Đôi khi có thể nó ẩn chứa bên trong để cho mình thành người giàu có thì sao? Đôi khi nó ẩn chứa bên trong những động cơ rằng mình trở thành giáo chủ nọ, giáo chủ kia thì sao? Nhiều thứ lắm. Nhưng tôi muốn nhắc cho anh em một câu kinh thánh trong Ê-sai chương 42 câu 8 rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm nào. Anh chị em ơi, những việc quyền năng dấu kỳ phép lạ mà xảy ra khi Chúa dùng đôi tay của anh chị em, dùng cuộc đời của anh chị em làm ra, thì anh chị em phải nhận thức sâu xa rằng đó là Đức Thánh Linh sử dụng cuộc đời anh chị em làm, chứ không phải anh chị em làm. Mọi sự biết ơn, mọi sự tôn quý, mọi sự ngợi khen, mọi sự nhảy múa, mọi sự ca ngợi hãy dâng cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Cho nên sẵn đây giữa 1.000 người tôi cũng nói luôn, và cũng có thể có rất nhiều người trên live stream này, tôi rất là khó chịu khi người nào đó nói đến: Ui, mục sư quý chữa bệnh cho con tuyệt vời quá, con biết ơn mục sư quý thế này thế nào khác. Tôi rất là khó chịu với những điều đó. Tôi không muốn nghe những lời đó. Bởi vì anh chị em đã làm cho tôi vấp phạm vì với Chúa. Anh chị em phải đến và nói: Mục sư ơi, tuyệt vời, Chúa đã chữa lành cho tôi, Chúa đã giải cứu tôi, Chúa Giêsu diệu kỳ lắm mục sư ơi, hãy ca ngợi Chúa cùng tôi, amen. Đó, tôi thích những lời như thế. Vì sao? Vì nó thật. Sự thật nó là như thế. Tôi chỉ là người rất bình thường như anh chị em thôi. Khác cái gì đâu. Đúng mà, nó khác ở một cái chỗ là trong thời điểm này, Chúa sử dụng cái sợi dây điện này để dẫn điện. Rồi vài năm nữa, Chúa sử dụng sợi dây điện này để dẫn, Chúa đem dây này cất vô kho. Thế thôi, chứ có cái gì đâu mà chúng ta quan trọng hóa vấn đề. Đúng không anh chị em? Rất đơn giản. Cũng như các ống nước ở nhà anh chị em vậy đó. Thích thì tôi dùng ống này, không thích tôi mua ống này tôi dùng, thế thôi. Tất cả cũng chỉ là ống nước, chỉ là sợi dây dẫn.
và mọi vinh hiển phải dâng cho chủ nhân của chúng ta. Điều đó phải cần có trong hội thánh. Cho nên anh chị em ơi, mình phải biết Chúa của mình. Chúa của mình là đấng nào và đang làm gì cho đời sống chúng ta. Rồi, đó là thứ ba, phải có động cơ đúng. Động cơ đó là gì? Chúa ơi, con cần nhiều quyền năng hơn để con trở thành một tôi tớ hiệu quả hơn, một người phục vụ được việc hơn, một người làm công mà được chủ khen ngợi hơn. Đó là động cơ đúng. Đúng không? Chúng ta tất cả những người phục vụ ở đây là tôi tớ cơ mà, là những người phục vụ cơ mà, là những người mà hết lòng, hết ý, hết sức lực của mình để phục vụ người khác cơ mà. Chúng ta không được quyền mỏi mệt, không được quyền ngừng lại mà. Cho nên tôi sống với cái tinh thần đó anh chị. Có những giai đoạn của hội thánh nhà muôn dân, tôi nói đùa với anh chị em là tôi không được phép ốm đau, không được phép đi du lịch nghỉ ngơi, không được phép vắng mặt một buổi nào. Không được phép. Mặc dù suy cho cùng theo cái lễ của con người bình thường thì mình là người tự do cơ mà, đúng không anh chị? Tôi muốn thì tôi phục vụ, tôi không muốn là thôi chứ. Nhưng mà không phải vậy. Vì tôi đã bị ràng buộc vào chức vụ của Chúa Giê-xu. Chúng ta trở thành một đầy tớ. Và đầy tớ thì không có quyền từ chối. Bảo đi quét nhà là phải đi, bảo đi chùi toilet là phải đi. Các ai mà anh chị em thuê một người giúp việc đến, bảo nó rửa bát, nó nói bà rửa đi, tôi không rửa không? Chắc là anh chị sẽ đá đít cái dăng ra ngoài cổng, đi chỗ khác là thuê người khác, đúng không? Cho nên nếu anh chị em tách trách trong công việc của Chúa, Chúa sẽ dùng người khác để làm. Chúa không có thiếu người đâu. Cho nên anh chị em à, động cơ chúng ta phải đúng. Phải lên dây cót lại, phải điều chỉnh lại. Lạy Chúa, con là một tôi tớ, con là một người phục vụ, con là một người nhận lấy thêm năng lực để Đức Chúa Trời dùng con hiệu quả hơn, con làm được nhiều việc hơn, kết quả hơn và ích lợi cho nhà Chúa hơn. Amen chứ. Đó là động cơ đúng. Đừng tìm gì dưới đất này anh chị em ơi, đừng tìm. Ê, những thứ dưới đất này ngắn hạn lắm. Tiền bạc, danh vọng, địa vị, tung hô vỗ tay, 50-60 năm rồi ra trâu hết. Quan trọng là lên thiên đàng anh chị em có được vỗ tay không? Chứ còn ở dưới đất này vỗ tay rầm, lên thiên đàng còn có cái quần xà lõn không? Thế là thôi, mệt. Rất là xấu hổ, không ạ? Rất xấu hổ. Chúng ta phải đầu tư cho cõi đời đời bằng cách làm đầy tớ. Rồi tiếp tục điểm thứ tư, để nhận được sự chuyển giao thì anh chị em phải hiểu một điều rất cơ bản như thế này. Sự sức dầu của Chúa giáng trên chúng ta, Thánh Linh Chúa giáng trên chúng ta, không phải để cho chúng ta có những thời giờ thoải mái, nhẹ nhàng, cảm xúc du dương với Chúa. Nước mắt ngắn, nước mắt dài, Chúa ơi con yêu Ngài tuyệt vời, rồi hết. Không phải chỉ vậy. Cho nên tôi nói đây có phải trúng nhiều anh chị em. Ui con thích cảm giác đầy dẫy Thánh Linh, con thích cảm giác được Chúa Thánh Linh thăm viếng, vì cái cảm giác đó nó như thiên đàng trên đất Chúa ơi. Và suốt ngày cứ vắt chân chữ ngủ này, uống trà rung rinh, quạt quạt và bảo ui đầy dẫy Thánh Linh Chúa ơi, đầy dẫy Thánh Linh. Suốt ngày thấy ngồi uống trà ở nhà không? Không phải cái đó. Thực sự được trang bị quyền pháp Đức Thánh Linh là không phải để cho chúng ta tiện nghi hơn, mà để cho chúng ta có thể tận hiến hơn cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Đó là mục đích. Chúng ta phải điều chỉnh lại cái động cơ. Cho nên tôi nói với anh chị em như thế này nè. Anh chị em đang sống bình an như thế phải không? Mà biết đâu được á, ngay hôm nay được đầy dẫy Thánh Linh, sự bắt bớ nó đến, sự tấn công nó đến, rất nhiều điều có thể đã xảy ra. Vì sao? Satan nó đi tìm kiếm để tấn công những người được sức dầu của Đức Chúa Trời. Hãy chú ý điều đó. Không phải tôi nói để dọa anh chị em, nhưng tôi nói để anh chị em biết rằng người mang sự sức dầu là người mà Satan để ý nhiều nhất. Nó muốn diệt những người đó, nó muốn cám dỗ những người đó, nó muốn hạ gục những người đó, nó muốn dùng đủ mọi cách để nó ngăn trở những người đó không được trỗi lên để phục vụ Đức Chúa Trời.
Cho nên sự sức giàu, nếu anh chị em nghĩ rằng nó sẽ đem đến cho mình những tiện nghi hơn, là nghĩ mới có một chiều. Một chiều thôi. Còn phần lớn nó đưa chúng ta vào thử thách, nó đưa chúng ta vào những tình huống khó khăn. Nhưng cái hay ở chỗ là sự sức giàu bẻ gãy mọi ách. Bẻ gãy mọi ách. Không ai cản trở được anh chị em. Không ai có thể đứng trước mặt anh chị em mà anh chị em không bước qua. Không một cánh cửa nào khó được anh chị em lại được hết. Đó là người được sức giàu. Chúa mở hết, mở toan ra hết. Mà Kinh Thánh chép rằng Chúa đã mở rồi thì ai mà đóng được? Đúng không chép? Chúa đã đứng về phía chúng ta thì ai chống chúng ta được? Không ai chống được, không ai giết được. Giống như sứ đồ Phao-lô á, ông nói câu rất hay: bị bắt bớ, bị đánh đập mà không đến nỗi chết, bị o ép mà không đến nỗi cùng, không chết được. Đây là người được sức giàu. Cho nên buổi sáng nay thưa anh chị em, chúng ta phải nhớ những điều này để sẵn sàng. Và mục đích chính của buổi sáng hôm nay là tôi muốn cầu nguyện cho anh chị em về điều này. Anh chị em có tin rằng Đức Thánh Linh sẽ giáng xuống trên mỗi một anh chị em đứng ở nơi này không? Wow, tuyệt vời lắm. Tôi đã từng có làm một số cái buổi như thế này ở trong nhà muôn dân cũng như một số những cái nơi khác. Đức Thánh Linh thăm viếng một cách rất đặc biệt, sức giàu rất đặc biệt. Và sau đó thì những ân tứ thuộc linh xuất hiện, những khả năng siêu nhiên xuất hiện, những điều lạ lùng xuất hiện trong đời sống anh chị em. Anh chị em phải biết đó là ơn, và anh chị em tiếp tục nhận nó lên. Amen anh chị em. Anh em sẵn sàng chưa? Ban thờ phượng của chúng ta. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.